Như các bạn chúng ta cũng có thể thấy nè ha, thì đây thì một cái cầu vồng xung quanh mặt trời vào giữa trưa, nó rất là ngộ. Về cái phần này á thì có rất là nhiều cái luồng ý kiến cũng như là nhiều cái quan điểm hay này kêu người ta nhận xét là khác nhau. Thì nhiều người cho rằng là cái quầng sáng, tức là cái cầu vồng này đó mọi người, thì có thể nói là rất là hiếm gặp. Thì đây vốn là hiện tượng thiên nhiên có 102 trên trái đất, còn số người khác khẳng định đây có thể là một điềm báo của mẹ thiên nhiên hay là như thế nào đó. Về khoa học thì cũng rất là nhiều ý kiến, các bạn chúng ta cùng chia sẻ với mình nha.